Rồi gì nữa? Lỗi pin. Đang chạy nửa chừng cái bao lỗi pin bay. Mẹ đeo kiếm qua nhìn cho rõ. Lỗi pin hệ thống. Thông số pin. Mẹ xe mới là gì lạ ghê vậy? Mày biết cái chữ gì đây? Pin của xe có lỗi, hãy dừng xe ở nơi an toàn. Vui lòng liên hệ xưởng dịch vụ VinFast để được kiểm tra xe. Rồi gọi số cứu hộ. Chạy lên trên cái phim bị lỗi. Mà bây giờ ở Việt Nam bây giờ lỗi pin này là còn gọi số 1900 là 2323 gì đó. Tôi hỏi các bạn ở Mỹ mua xe VinFast rồi gọi số cứu hộ số nào? Trong khi xưởng bảo hành cũng có. Không có ở đâu hết rồi, đội kỹ thuật có nằm ở đâu rồi gọi số cứu hộ rồi gọi ở đâu. Ở Việt Nam còn gọi được. Ở Việt Nam thứ nhất là đất nước nó nhỏ, VinFast nó VinFast xưởng nó nhiều thì còn gọi được để cái đội cứu hộ nó tới. Tôi hỏi các bạn Mỹ nó bự chảng, Mỹ nó gấp 30 lần Việt Nam lận, lỡ cái xe VinFast nó hư nửa chừng, nó lỗi hệ thống pin nửa chừng thì gọi cứu hộ là gọi ái, trong khi VinFast đâu có cái chỗ bảo hành nào tạm sửa chữa nào đâu. Hơi hơi căng đó nha. Mà đúng là mua cái xe này nó hành hạ mình ra bả luôn, coi như lãnh đủ luôn, đã tiền mất, đồ tật ma, nó mất công mất sức nữa, đủ chuyện hết trơn mà khổ ghê. Trời ơi là trời, đau khổ quá. Tôi đang ngâm 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 tôi thèm thèm từ BK nào có đây nha. Tôi nói BK 75 cút ở đây, tôi không phục vụ BK 75 nha, tôi nói thật lòng nha, các bạn đừng có tự ái nha. Ở đây tôi phục vụ BK 75, BK 75 nào á mà đã lỡ mà subscribe kênh tôi rồi á, tôi đề nghị rút ra, tôi không cần câu view câu like BK 75. Nó thật thật lòng đó nha. Chứ đừng có nói tôi câu view câu like, câu view câu like có mà ăn có nơi chơi có chỗ chứ không phải bà ai em câu. BK 75 là cút, đấy chưa? Cút. Nó hỏi nó mãi hả? Đừng để mà tôi nóng giận mà tôi cầm máy tính là tôi bắt luôn đó nha. Quên quên máy tính của tôi mới chưa tôi bắt, tôi dạy cho tôi bắt. Lộn 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 à, coi như là nóng giận quá nó bậy, xin lỗi nha, xin lỗi máy tính của tôi dạy cho tôi bắt. Bắt đầu ký tốt nè. Một chiếc xe E34 chạy trên đường phố Hà Nội để mà đi quảng cáo xe điện E34 à, xe quảng cáo là lượng xe xịn đó nha. Cuối cùng là chạy nửa chân nó dừng là không chạy nữa, bắt đầu đẩy. Tao lại bay luôn. À, cái đợt này là cái đợt mà ra quân xe A34 các bạn, hồi khoảng tháng 1 tháng 2 năm 2022 đầu năm đó. Lựa chiếc xe A34 xịn nhất, à, chạy khắp đường phố Hà Nội để quảng cáo mà chạy nửa chân nó không chạy nữa, không thích chạy nữa. Nó thích dừng dừng à. Rồi sau đó cha con đẩy. Mày xe mẫu mà kiểu đó không chi mà xe thương mại, xe bán đại trà. Mẹ xe kiểu này gì đây nữa, xe taxi E34 nè các bạn, nhớ xe taxi Đà Lạt không à, báo chí đăng gì một cái hãng xe taxi Đà Lạt à, là một hãng taxi đầu tiên sử dụng xe điện VinFast E34 à, vừa vừa cái gì dắt xe ra cái xe không chạy nữa, tài xế mở ra xem. Tội nghiệp tài xế này chưa, tội nghiệp người đi chưa, nó xe mới kiểu này. Lại mới luôn chưa. Xe VinFast bị đột quỵ nữa à, người đột quỵ mình đành mà xe đâu đột quỵ luôn, đây đây có đây, mẹ tôi nó có sai đâu các bạn, VinFast VF8 mới tin đã chết đột quỵ giữa đường. Mẹ xe đột quỵ nữa bay. Mới đây tại đường Hai Bà Trưng quận nhất Sài Gòn đã xảy ra một sự kiện hy hữu, một chiếc VinFast VF8 mới tin đang di chuyển trên đường thì bị chết máy và không được khởi động lại được. Theo đó tối ngày 16 tháng 12, một chiếc xe VF8 mới tinh chưa ra biển đang lưu thông trên đoạn đường nói trên thì bất ngờ chết máy, không thể di chuyển được. Lý do là tại vì nó bị bệnh đột quỵ. Xe này thì bệnh di truyền, đột quỵ chết, khỏi chữa. Mặc dù là xe mới, còn mạnh khỏe, thanh niên trai tráng, mà vì là bị bệnh di truyền, bệnh đột quỵ cho nên là chết giữa đường Hai Bà Trưng, quận nhất Sài Gòn. Khỏi chữa bệnh chết đột quỵ luôn. Rồi xe có bệnh đột quỵ nữa, lần đầu tiên tôi nghe. Rồi, xe gì lạ kỳ vậy. À, cảm ơn Hùng Lâm nha, cảm ơn Hùng Lâm à, mời cà phê anh Mr. Phil, cảm ơn nha. À, mai thứ bảy đi uống cà phê ngay lập tức. Trời ơi trời, xe bị đột quỵ đó trời, lần đầu tiên tôi nghe đó trời.
Người đột quỵ tôi nghe nhiều rồi, mà sang đột quỵ nữa hả? Trời là trời, sai sai đột quỵ bay. Đột quỵ này là đột quỵ di truyền như vậy, nó lây từ ai? Lây từ Phạm Nhật Vượng hả? Hả? Lây từ Phạm Nhật Vượng à? Mà xe sẽ bị đột quỵ. Lần đầu tiên tôi nghe nói mà chuyện thiệt nha, kỳ vậy. Vậy mình đang điều khiển một một chiếc xe mà tự nhiên nó đột quỵ, nó chết giữa đường rồi sao các bạn? Mà chắc mình đột quỵ theo luôn như nữa. Tao lại bay luôn rồi đó. Gì đây nữa? VinBus. Tôi nhớ cái xe này ngay giờ là bác tài bác nói á, là buổi tối nó bác sạc sạc điện rồi, sạc cả tối rồi, xong rồi bác lái được cái gì mấy đoạn thôi, rồi trên xe là vẫn chỉ là còn pin rất là nhiều, còn tới tám mấy phần trăm lận, mà cuối cùng bác đề xe đề máy hăng nổ nữa, phải phải kêu xe cậu cậu đi mà VinBus. Mà xe xe E34 làm chưa ra, ra hồn, cái xe nhỏ xíu làm chưa ra hồn, làm cái xe VinBus bị chán. Tàu lao shipper không à. Chưa chưa còn cái này Vin cháy. Mẹ trời, trời kiểu này chết bà tôi rồi. Xe này có phải xe VinFast không? Đừng có nói Photoshop nha. Đó bây giờ vậy đó, ngồi trong xe. À, nhưng mà cái xe VinFast này hay lắm nha. Xe mà cháy bây giờ là bốn cửa nó lock lại hết, nó khóa lại nó không cho ra. Điều đó điều tốt các bạn. Người ta thiết kế kiểu đó. À, coi như là mỗi lần một sự cố gì nó lóc cửa lại nó không cho người ra. À, người ta thiết kế kiểu đó rất là hay các bạn. Tại sao hay các bạn? Tôi giải thích các bạn nghe. À, tại sao là xe VinFast bị sự cố, ví dụ cháy chẳng hạn, là lóc cửa, coi như tài xế với mấy người ngồi trong là thành thang hết. Và điều đó điều hay, vì sao hay? Tại vì họ phải thiết kế như vậy. À, nếu là trường hợp mà lỡ xe cháy là người đi đường, người ta thấy xe cháy người ta tới người ta cứu. Nhất là người bên Mỹ, bên Canada, người ta lịch sự đó các bạn, thấy sự cố là người ta nhảy xuống, người ta giật cửa, ta đập cửa lôi ra liền. Ở Việt Nam thì có lẽ là cũng cũng như thế, người ta phải cứu người như các bạn. À, nhưng mà cái xe VinFast này thiết kế hay lắm, khi bị sự cố lóc lại hết, lóc cứng ngắc luôn, không thể mở được. Tại vì VinFast quan niệm rằng thà hy sinh những người ngồi trong xe còn hơn hy sinh nhiều người ở ngoài. À, được chưa? Tại vì khi mà họ tới họ mở mà cửa không ra nữa, họ bỏ họ chạy hết. Chứ còn trường hợp á, mà họ tới họ mở mà cửa mở là họ họ kéo người ở trong ra, mà kéo chậm là xe nó bùm, nên là pầm cái là coi như không biết bao nhiêu người ngoài hy sinh nữa. Cho nên VinFast thiết kế ra là thà hy sinh những người ngồi trong xe tối đa 5 người như nữa còn hơn rất nhiều người ngồi ngoài. À, cho nên là đây là một cái ưu việt của VinFast. Đúng không VinFast? Đúng không? À, quá hay đúng không? VinFast vậy là thiết kế quá hay gì nữa. Cho nên các bạn nào mà lái xe VinFast là xác định là mình sẽ hy sinh trong cái xe đó. Tại vì cái xe VinFast nó sẽ lock lại hoàn toàn và bạn sẽ biến thành thang để bảo vệ những người ngồi xung quanh. À, thà hy sinh những người ngồi trong còn hơn những người xung quanh bị về âm phủ. À, quá hay đúng không? Bạn Phú Lo nó nguy hiểm quá, sao nguy hiểm được? Chính điều này là thiết kế rất là hay. À, hay như tôi nói vậy đó. Tiếp tục đây. Xe này xe xăng nha, cháy luôn, xăng điện điện còn cháy mạnh hơn nữa. Mà cái xe đọc nó các bạn nha, coi như cái ông giám đốc này ông lái về vùng quê á, mà tự nhiên ông tự xin xe ông cháy, và tất nhiên bốn cánh cửa đều lock lại, ông không thể ra được các bạn. Và cuối cùng là gì các bạn? Không ai có thể mở cửa được, và sau 2 tiếng đồng hồ cháy thì chiếc xe và người biến thành than. Nhưng cái lá thư tuyệt mệnh vẫn còn nguyên và công an đem nó đọc là ông này tự sát. Đọc không? À, quá đọc đúng không? À, công nhận hay, thiết kế hay thiệt á. Thiết kế mà coi như xe cháy hết mà xe với người biến thành than, mà riêng á, cái lá thư tuyệt mệnh á, à, vẫn còn nguyên và công an đọc nói rằng là lỗi này ông này ông tự sát chứ không phải là xe VinFast cháy, tại vì xe VinFast rất tốt. hơi đọc nha. Tôi lại bay luôn rồi đó. Hết hết đường nói tôi chịu luôn rồi đó. Vậy mà tụi bay còn đăng báo là tôi mà tôi không hiểu nổi được luôn, nó làm như ai ngu như nó mà tôi không chịu nổi các bạn, khi lạ vậy đó, nó đăng báo được nó hay thiệt. Cũng giống như là công an á, bị tố là coi như cầm súng bắn người á, các bạn biết nói sao không? Công an đâu có bắn đâu, công an đâu có bắn người đâu, công an chỉ bắn dưới đất để dọa thôi, bắn dưới đất một cái rồi tự nhiên đầu đạn đụng đất và đầu đạn nhảy lên trúng người và người chết, chứ công an đâu cố tình đâu.
nó nói kiểu đó mà tao lại bay luôn. Không chịu nổi. Các bạn nghe nói xe VinFast là gì? Xe sản xuất tại Việt Nam đúng không? Nhưng mà giấy tờ là VinFast Singapore. Nhưng mà tôi nói các bạn là xe VinFast này không phải sản xuất tại Việt Nam, không phải made in tại Việt Nam mà lắp ráp tại Việt Nam các bạn. Lắp ráp thôi. Đây 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 nè, đây đây đây. Báo tuổi trẻ đàng hoàng nha. VF5, VF6, VF7 tất tần tật là điều lắp ráp. Được chưa? Xe lắp ráp chứ không phải là xem sản xuất. Lắp ráp đây có nghĩa rằng là gì? Mua tùm lum tùm la hết trơn á. Rồi về ráp thành chiếc xe. Chứ không phải là sản xuất, xe này sẽ lắp ráp. Báo tuổi trẻ người ta nói đó. Và thậm chí các bạn vào website vinfast.hochiminh.com.vn. Các bạn vào đi, bữa trước tôi vào đó, bây giờ nó đổi chưa hay như tôi nói nhiều quá nó đổi không tôi không biết. Thì có cái thư mục á là xe lắp ráp, các bạn bấm vào đó mà toàn xe lắp ráp hết đó. Toàn bộ xe điện bây giờ lắp ráp hết. Không có sản xuất cái gì hết á. Xe lắp khai này xe lắp ráp khác, sản xuất khác nha. Chứ đừng có nói xe là phải lắp ráp, xe nào chả lắp ráp. Cái này hoàn toàn khác nhau hả? Cho nên cái xe VinFast này là xe lắp ráp, rồi ông nọ cắm cầm bà kia. Phần mềm, cuối cùng phần mềm nó nghe phần cứng, mà phần cứng nó cũng nghe phần mềm. Phần mềm nó đánh nhau, là phần cứng nó còn chọi nhau. Không có thằng nào nghe thằng nào hết, cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện như hồi nãy tôi trình bày các bạn. Mẹ bá đạo. Và mới đây các bạn, mới đây ở Mỹ, ở Mỹ các bạn, thì cái xe này, cái xe VF8 này, thì người ta đo được, nó chỉ chạy được 180 dặm mà thôi. Khi mà sạc đầy bình cái pin, thì nó chạy được 180 dặm, mà chính xác là 179 dặm các bạn. Cái xe VF8 hiện nay. Nhưng mà giá rất là cao. Giá rất là cao các bạn, và những cái tờ báo Mỹ người ta so ra là người ta thấy không cạnh tranh được một cái hãng nào hết đó. Cái số mai chạy rất là thấp, chỉ có 180 dặm thôi, nhưng mà tất cả các hãng xe cùng loại đều trên 200 hết, có 206, 300 mấy, mà giá của họ là thấp hơn VinFast VF8, cho nên cái xe VF8 này nó không sẵn sàng có thể bán tại Mỹ được các bạn. Xin lỗi, đây báo Mỹ, VinFast VF8 giá 52.000 đô la, chạy 180 dặm với bình điện đầy, khó cạnh tranh. Đã thấy không? Cạnh tranh được. Xe điện là người ta so vậy các bạn. Tại vì cái chuyện mà số mai trên cái bình điện rất là quan trọng. Tại vì mỗi lần sạc điện rất mất thời gian các bạn. Mà xe VinFast nó chỉ chạy được 180 dặm mà thôi. Nếu sạc đầy pin. Mà cái giá tiền xe là cao hơn những cái hãng khác. Vậy đâu cạnh tranh được. Chính vì tào lao như vậy các bạn, chính vì tào lao như vậy mà VinFast thay vì là quảng cáo trên truyền hình TV, không, dùng cái tiền đó để mà hối lộ, những cái nhà báo, hối lộ những cái YouTuber, hối lộ những cái TikToker, hối lộ những cái người mà ảnh hưởng vân vân, kêu về Việt Nam cho ăn, cho ở, cho chơi và đưa tiền để mà về review chiếc xe VF8, VF9 cho nó ngon. Nhà báo thì về viết bài cho nó hay. YouTuber, TikToker thì về cái như là nổ cho nó hay. Facebooker thì về viết cho nó hay. Vân 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 vân. Bây giờ chơi cái trò hối lộ, bởi cho ăn, cho ở, cho hối lộ. Có ngay. Nè tôi nói gì có bằng chứng các bạn. Đây là một cái nhà báo về xe hơi. Và kể ông ta nói rằng là VinFast VinFast offer cho anh ta 10.000 đô la và trang trả tất cả những chi phí ở Việt Nam để mà anh ta lái chiếc xe VF8 và VF9, và tất nhiên là yêu cầu anh ta về viết bài review cho nó đẹp. Và ông này trả lời là no. Thì như vậy qua đó chúng ta thấy rằng các bạn, cái thời điểm này là thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2022 các bạn. Cái thời điểm đó tôi nhớ là báo chí người ta nổ ra rất nhiều. Và VinFast dẫn chứng ra nào là nhà báo Mỹ, nhà báo ở chỗ Ohio, nhà báo ở California, ở San Jose, đủ thứ chuyện trên đời hết trơn á. Viết bài VinFast thế này thế kia, tờ báo này, tờ báo kia, xe VinFast hay lắm, đẹp lắm. Có nhiều thằng viết vậy nha, ăn tiền nó viết. Rồi các YouTuber nữa.
YouTuber, nhất là YouTuber người Mỹ gốc Việt nữa, về bô cái mỏ VinFast đẹp lắm, VinFast hay lắm, người này mua xe 100 đơn hàng, người này mua 60 đơn hàng, ngày này mua 10 chiếc xe vân 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 vân, nó bô đến bây giờ nó vẫn còn bô cái mỏ. Và những cái người mà làm admin của các group lớn trên Facebook vân 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 vân, những cái Facebooker vân vân, hoặc là những cái YouTuber nổi tiếng của người nước ngoài, rồi bắt đầu review xe VinFast này kia nọ, ăn tiền hết. Bây giờ có ông đang tiết lộ đây nè, riêng cái ông này ông nói là hối lộ cho ông 10.000 đô la đó, tất nhiên ăn uống no nê rồi còn đưa 10.000 đô la là ông nào không chịu. Còn những người khác chắc cũng tư tử như nữa, chắc luôn, nhiều khi còn hơn nữa. Nhiều khi những cái YouTuber nổi tiếng các bạn, những YouTuber mà lượng subscriber họ là 2-3 ngàn, tôi đã đưa 50 ngàn, chắc không, chắc quá chứ. Còn kể gần gần đây những cái YouTuber người Mỹ gốc Việt thì có tiền không? Thừa có đấy, ăn uống no nê còn cho tiền, cho nên viện bô cái mỏ này, mua đi mẹ nó đi lùa gà. VinFast cho nó tiền nó ăn, nó đi dụ dụ người Việt, dụ người Mỹ gốc Việt mua, bạn thấy ăn bá đạo. Cho nên chính vì cái xe nó tàn tồi tàn như vậy đó, nó là đi hối lộ cho những YouTuber, những TikToker, những cái nhà báo, những cái Facebooker, những cái blogger nổi tiếng vân vân, để mà viết xe cho nó hay, để nó dụ người ta mua. Kinh doanh bá đạo. Vân 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 vân, không đưa ra hết được, nhiều thứ lắm. Tôi đưa một cách cơ bản như vậy để tôi cung cấp cho bạn những cái thông tin, để cho các bạn ở Việt Nam cũng như là những khách hàng, những các bạn ở Mỹ, ở Canada, để quyết định có nên mua chiếc xe VF8 này hay không, nên mua VF9 này không. Đó là quyền quyết định của các bạn. Thế còn tôi không có nói các bạn là nên mua hay không mua, cái chuyện là chuyện của các bạn, tại vì các bạn là người có đầu óc, các bạn tự quyết định.